Xin chào các bạn. Hiện tại thì chị Dương đã có mặt ở đây rồi, đúng như với lời hứa đúng không ạ? 17 giờ 45 phút. À chị nhầm, 19 giờ chứ nhở? Chị cứ nhớ mãi là 7 với lại 19. Thế thì các bạn ơi, các bạn đã vào xem phần phát trực tiếp này của chị rồi thì nhớ là tag tên bạn bè chúng mình cùng nhau vào học nhé. Và đồng thời thì có thể là chia sẻ cái phần phát trực tiếp này vào trang cá nhân của các bạn để các bạn có thể xem lại bất kỳ khi nào mà các em cần. Ở đây chị thấy có Giang rồi này, ok nhất trí. Thế còn các bạn khác nếu như vào rồi thì nhớ gửi lời chào đến chị Dương nhé. Và ngày hôm nay thì chị Dương cũng có hứa với các bạn là chúng mình sẽ cùng nhau xem bằng một cách nào đó trong quá trình mà các bạn học cái tiết nói và nghe ở trên trường á, thì làm sao để cho hiệu quả. Thì trong buổi phát trực tiếp nhỏ nhỏ xíu xíu ở ngày hôm nay thì chị sẽ trao đổi chia sẻ với các bạn một chút nhé. Thì các bạn có thể thấy rằng là nói và nghe là một cái quá trình song hành cùng với nhau. Bởi vì vốn dĩ nếu như các bạn nói mà không có người nghe thì đồng nghĩa với việc là các bạn nói một mình, chẳng khác gì chí phèo hắn chửi làng, chửi trời, chửi đất, chửi cha mẹ, thằng nào chửi ra hắn. Và không có bất cứ người nào đáp lại lời hắn cả, chỉ có duy nhất ba con chó sủa lại. Thế thì các bạn thấy rằng là nói và nghe là hai quá trình song hành với nhau. Nếu như người nói mà chẳng có bất cứ một người nghe nào, thế xong người nghe xong mà chẳng phản hồi thì nó cũng không thành một quá trình. Thế thì các bạn chú ý chị rằng là trong quá trình mà các bạn thực hành cái tiết nói và nghe ở trên lớp thì hai cái này sẽ được thực hiện song song đồng thời. Thế thì nhiệm vụ của người nói là như thế nào, nhiệm vụ của người nghe ra sao thì các bạn chú ý chị nhé. Trong cái quá trình mà các bạn thực hành nói và nghe thì chúng mình sẽ tiến hành theo 3 bước. Và 3 bước đó thì có lẽ là các bạn chẳng còn xa lạ gì nữa, bởi vì ở đây chị tin là không ít thì nhiều các bạn cũng đã học xong cái tiết nói và nghe của bài số 1 trong chương trình sách giáo khoa, kể cả bộ cánh diều hay là bộ kết nối hay là bộ chân trời sáng tạo, thì ở đó các bạn đã được học cái tiết nói đó rồi đúng không ạ? Thế các bạn chú ý chị rằng là trong cái tiết đó thì cả người nói và người nghe đều phải có sự chuẩn bị và tiến hành theo các bước sau. Bước thứ nhất mà các bạn có thể chuẩn bị trước ở nhà đấy cũng chính là bước chuẩn bị nói và nghe, được không ạ? Cả nhiệm vụ của cả hai bên nhé, cả người nói và cả người nghe, thì các bạn cần phải thực hiện các bước sau. Bước số 1 là chuẩn bị nói và nghe. Bước số 1 là bước chuẩn bị. Nhiều khi các bạn sẽ cứ nghĩ rằng là thôi thì nhóm nào thuyết trình thì nhóm ấy chuẩn bị, chứ nhóm em có thuyết trình đâu, em chuẩn bị làm gì? Nếu như bạn nào mà vào vai người nghe là người phản biện mà nói rằng câu như thế, em chẳng chuẩn bị, nhưng mà em không chuẩn bị đến ngày hôm đấy, em chỉ mang một tâm hồn đẹp, em đến nghe các bạn giới thiệu, đánh giá cũng như thuyết trình cho các em, thì các bạn biết hỏi cái gì? Các bạn biết phản biện ra làm sao? Bởi vì lần đầu các bạn nghe mà. Có thể là các bạn cũng nảy ra một vài ý tưởng để hỏi những cái câu hỏi mà các bạn còn chưa chắc, bởi vì có thể là các bạn nhóm thuyết trình chưa giải thích hết được. Thế nhưng mà để hỏi sâu vào thì chưa chắc là các bạn đã hỏi được, bởi vì vốn dĩ là các bạn có chuẩn bị đâu, đúng không ạ? Thế thành ra là cái khâu chuẩn bị này, cái bước chuẩn bị này thì bao gồm cả người nói và cả người nghe. Nếu như mà các bạn ở bên phía là nhóm người nghe mà không có sự chuẩn bị thì chị tin là đến cái bước số 3 là cái bước trao đổi thì các bạn sẽ không có thực hiện được. Đó, thì chủ yếu chị là như thế nhá. Cái sự chuẩn bị này thì có cả người nói và người nghe, chỉ là sự chuẩn bị của hai bên là có sự khác nhau mà thôi. Thế thì bước số 2, sau khi các bạn chuẩn bị xong hết rồi thì các bạn tiến hành thực hành trong bài tiết đó, được không ạ? Các bạn thực hành. Khi mà các em thực hành nói và nghe thì chú ý chị là xem trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu để nhóm thuyết trình có thể đẩy nhanh hoặc cũng có thể là tổ chức hoạt động A, B, C, X, Y, Z để thu hút người nghe ở phía dưới. Thì trong cái phần thực hành nói và nghe này thì cần có một cái sự chuẩn bị trước, xem cái khoảng thời gian mà các bạn có để thuyết trình là bao nhiêu lâu, có thể là 10 phút, 15 phút, 20 phút tùy vào dung lượng của thầy cô cho các em. Thế thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian đấy để các bạn tỏa sáng trên sân khấu. Các bạn chú ý chị là như thế nhé. Và trong khi mà người nói ở phía trên đang thuyết trình, đang giới thiệu, đang đánh giá, thế thì người nghe làm gì ạ? Ngồi chơi ạ? Hay là làm bài tập môn khác? Người nghe ở phía dưới, trong cái quá trình mà người nói ở phía trên nói, thì người ở phía dưới phải thực hành nghe, đúng không ạ? Bởi vì có người nói rồi thì bây giờ phải có người nghe em nói chứ, đúng không ạ? Thế cái người ở phía dưới, nhóm đóng vai là người phản biện, là người nghe, thì phải lắng nghe xem nhóm bạn đang nói cái gì để rồi ghi chép lại, khái quát được những phần nội dung mà
nhóm thuyết trình đang muốn truyền tải và đồng thời thì có những cái câu hỏi nào thì các bạn cũng phải ghi nhanh ra để khi một chút xíu nữa đến bước số 3 là bước trao đổi. Chúng mình còn có cái để mà nói, còn có cái để mà hỏi chứ đúng không ạ? Nếu như bước trên thì thôi các bạn thích nói thế nào thì nói thao thao bất tuyệt. Em thì ngồi làm bài tập môn khác bởi vì hôm nay không phải đến nhóm em và hôm nay nhóm em không lấy điểm. Nếu như mà các bạn giữ tư duy như thế thì xin chúc mừng. Cái tiết nói và nghe này của các bạn đã không có hiệu quả và cũng gọi là học cho có thôi, chứ cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thế nên là các bạn cần phải học thực là như thế. Trong bất cứ một tiết học nào, dù là các bạn ngày hôm đấy không phải là diễn viên chính, thì ít ra chúng mình cũng phải nhập vào cái tiết học đó, nhập vai vào, không phải là nhân vật chính thì cũng sẽ là nhân vật phụ tham gia với tiết học đó, đóng trọn vai là nhân vật phụ cho chị chứ, đúng không ạ? Chứ không phải là kiểu là ôi thôi thì hôm nay em chẳng thuyết trình, ngày mai nhóm của em tận phải đến tận buổi số bao nhiêu em mới phải thuyết trình cơ, thế thì hôm đấy em mới nói, em mới chuẩn bị, chứ hôm nay làm gì đã đến nhóm em mà em chuẩn bị. Thì chị thấy là nhiều bạn đang bị suy nghĩ như thế. Nếu mà các bạn suy nghĩ như thế thì cái quá trình nói và nghe nó sẽ bị phá vỡ. Người nói thì cứ nói, còn người nghe thì làm việc gì thì là việc của người nghe. Nếu mà như thế thì chúng ta sẽ không tạo ra được cái kỹ năng. Bởi vì như chị thấy rằng là nói thì có thể trau dồi, có thể rèn luyện, nghe thì cũng có thể như thế, nhưng nó khó hơn gấp nhiều lần. Bởi vì đôi khi không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để có thể là nghe từ đầu đến cuối đâu ạ. Dường như thì chúng ta đang sống quá nhanh và quá vội, chúng ta thường nghe luôn những cái gì mà người ta nói. Đôi khi là chúng ta không tự chậm lại một chút xíu, suy nghĩ một chút xíu xem là cái người nói đấy họ nói đúng hay là sai. Chỉ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này thôi để các bạn thấy rằng cái việc nghe của chúng ta đang còn rất là kém. Các bạn thấy là ở trên mạng xã hội, các bạn có thể tham gia YouTube, các bạn có thể tham gia Facebook, có thể tham gia Eagle đúng không ạ? Các bạn tham gia rất là nhiều trang mạng và ở đó thì họ đăng rất là nhiều bài đăng. Và những người đăng bài, những người truyền tải thông tin đó, chị gọi là người nói, là người truyền thông tin. Vậy chúng ta là người đọc đúng không ạ? Thì chị cũng tạm gọi là người nghe đi, đúng không ạ? Các kênh khác nhau, thế nhưng mà cũng là người tiếp nhận thông tin. Thế thì một cái thông tin được đưa ra, các bạn đọc một cái và các bạn chưa biết là cái thông tin đó là đúng hay là sai, trái hay phải như thế nào. Thế thì các bạn thấy một loạt các luồng thông tin ở phía dưới vào comment, vào ném đá, vào ABC, XYZ. Thế là chúng ta nghe theo. Chúng ta cũng chẳng biết là cái luồng thông tin đó là đúng hay sai nữa. Thì đấy là cái cách mà chúng ta, chị thấy rằng là đấy là một cái ví dụ mà chị thấy rằng là hiện nay chúng ta đang, cái kỹ năng nghe đang rất là kém. Không biết là chúng ta đang nghe cái gì nữa. Nghĩa là ai nói cái gì cũng tin, ai nói cũng gì cũng cũng nghe theo mà không có chứng kiến của chính mình, không lắng nghe sâu là như thế. Thế thì trong một quá trình mà chúng mình học với nhau thì chị cũng mong rằng là các bạn cũng sẽ trau dồi và rèn luyện được kỹ năng nghe này, không chỉ là ở một hai cái vấn đề ở trong trong chương trình sách giáo khoa, mà chị mong rằng mở rộng ra đó thì cũng chính là cái phần mà các bạn có thể lắng nghe mọi âm thanh, mọi thông tin từ cuộc sống, bởi vì đó chính là cuộc sống của các em. Còn để thực hành thật là tốt những phần nói và nghe trong sách giáo khoa thì đương nhiên là cái bài đầu tiên đối với hai bộ Kết nối và Chân trời sáng tạo thì các bạn sẽ giới thiệu và đánh giá đặc sắc về hình thức nghệ thuật cũng như chủ đề của một tác phẩm truyện kể đúng không ạ? Thế thì để có thể giới thiệu, để có thể đánh giá được thì đương nhiên là người nói phải có sự chuẩn bị, người nghe cũng có sự chuẩn bị, và trong cái sự chuẩn bị này thì đương nhiên là nhóm thuyết trình sẽ lựa chọn một cái tác phẩm truyện mà các bạn ấy thích, sau đó thì các bạn ấy giới thiệu đánh giá. Thế thì trong cái quá trình mà các bạn chuẩn bị thì các bạn cần phải xác định được không gian này, xác định được thời gian mà các bạn sẽ có để thuyết trình. Xác định không gian tại sao là như thế? Tại sao chị lại nói các bạn cần phải chuẩn bị điều đấy, là bởi vì sao ạ? Nếu như các em xác định được cái khoảng không gian mà các bạn sẽ đứng để thuyết trình, đứng để tỏa sáng, thì các bạn cũng sẽ tiếp thêm cho mình cái niềm tin cũng như năng lượng để các bạn nói. Khi mà các bạn biết là các bạn đang thuyết trình ở ở trên bục giảng đúng không ạ? Ở trong cái không gian lớp học đó thì các bạn biết được không gian đó thì rộng như thế nào, hẹp ra làm sao, có bao nhiêu người tham gia, và để rồi cái khoảng di chuyển của các bạn khi các bạn đứng nói là như thế nào thì chúng ta có thể xác định được. Và ngược trở lại, khi các bạn xác định cái không gian đó, các bạn ở hội trường chẳng hạn, thì đương nhiên là cái không gian có sự thay đổi, và sự thay đổi về mặt không gian đó thì các bạn cũng có thể xác định được điểm đứng của các bạn trong quá trình mà các bạn nói. Thế thì cái sự chuẩn bị này vô cùng quan trọng, đúng không? Và xác định cả đối tượng người nghe nữa, xác định cả thời gian nữa, đúng không ạ? Nếu như cô chỉ coi cho các bạn có 10 phút để nói thôi, thì với 10 phút đó em tập trung làm sáng tỏ vấn đề để em có thể giới thiệu được cái chuyện kể đó đến với mọi người, thay vì việc em tổ chức hoạt động, em tổ chức trò chơi, em cho các bạn múa hát, em cho các bạn sân khấu hóa vân vân và mây mây để thu hút các bạn ở phía dưới. Đấy là tùy thuộc vào cái khoảng thời gian mà các bạn có để các bạn tổ chức cái
phần thuyết trình của bạn sao cho thật là ấn tượng là như thế. Chính vì thế mà chị Dương mới nói rằng cái phần chuẩn bị này rất là quan trọng. Và trong phần chuẩn bị thì chắc chắn không thể thiếu cái phần mà các bạn xây dựng nội dung. Cái phần xây dựng nội dung này thì các bạn có thể bê từ bài viết của các bạn sang đến cái bài nói, nhưng cái cách mà các bạn sử dụng ngôn ngữ là khác nhau. Nếu như bài viết chúng ta sử dụng ngôn ngữ viết để chúng ta hành văn đúng không ạ? Thì bây giờ chuyển cái bài đó sang ngôn ngữ nói. Và khi chúng ta nói thì đương nhiên là cần phải có sự nhấn nhá, có sự lưu tâm ở một cái đoạn nào đó để chúng ta có thể giao tiếp được với các bạn ở phía dưới. Như các bạn viết văn, các bạn viết một lèo phân tích hết luận điểm này thì đến luận điểm kia, phân tích hết luận điểm này thì chúng ta đến với kết bài, thì là như thế. Nhưng khi nói thì khi các bạn cần phải dừng lại một chút xíu rằng là không biết như thế thì các cậu có suy nghĩ như thế nào, đúng không ạ? Và với những cái câu hỏi tu từ, hỏi để giao tiếp thôi chứ không phải là hỏi để các bạn ấy trả lời. Thế nhưng đấy cũng chính là những cái cách để chúng ta có thể tương tác được với mọi người ở phía dưới. Tránh cái việc mà chúng mình thuyết trình kiểu như là thôi em tập trung 100% vào cái bài thuyết trình này của em, mắt của em sẽ nhìn vào điện thoại, mắt của em sẽ nhìn slide để em có thể giới thiệu, em có thể đánh giá từ đầu đến cuối mà không bị vấp bất cứ một chỗ nào. Có bao giờ các bạn thuyết trình của bạn, các bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ em phải cầm cái điện thoại ở trên tay, thế em nhìn vào nó, thế xong thì em đọc hết tất cả những cái nội dung mà em đã chuẩn bị chưa? Đó, mà không có quan tâm gì đến phía dưới. Ôi phía dưới thích làm gì thì làm, em cứ nói thôi. Và nói thật, nếu như các bạn làm như thế thì đấy là đọc cái nội dung rồi, chứ không phải là các bạn nói nữa. Thế nên trong cái phần chuẩn bị này thì các bạn cũng cố gắng là luyện tập cho chị. Được chưa? Các bạn luyện tập nói, các bạn có thể nói trước gương, nói trước đồng đội của mình để cái quá trình mà các bạn nói đó sao cho thật là tốt, để đến cái ngày hôm đó các bạn đứng lên trên bục giảng, các bạn thực hiện cái phần nói của chính mình thì các bạn sẽ thực hiện thật là tốt. Có thể vừa tương tác với các bạn ở phía dưới nhưng đồng thời cái nội dung mà em truyền tải đối với các bạn vô cùng rõ ràng, vô cùng rành mạch, vô cùng khoa học. Được chưa ạ? Đó, thì đấy là những cái phần mà chị muốn lưu ý với các bạn, đó chính là người nói, đấy là cái sự chuẩn bị. Còn đối với người nghe thì sao ạ? Cũng có sự chuẩn bị chứ hả cậu ơi cậu? Cái nhóm thuyết trình đương nhiên là bảo là cậu cậu chuẩn bị văn bản nào thế? Để tớ cũng sẽ đọc trước một chút xíu, để sau khi mà cậu thuyết trình xong tớ một cái mà hỏi. Tức là các bạn ở nhóm nhóm người nghe đóng vai người phản biện thì cũng sẽ tìm hiểu trước cái nội dung của văn bản mà nhóm thuyết trình sẽ sử dụng để giới thiệu, để đánh giá với mọi người hôm đó. Bởi vì chỉ khi mà các em hiểu và các bạn đã nắm bắt được thì các bạn mới có những câu hỏi hay, có những câu hỏi phản biện, có những cái phần phản biện chất lượng được. Còn nếu như mà chúng mình chỉ thôi mang một tâm hồn đẹp đến thì chị tin là hỏi thì cũng hỏi đấy, nhưng mà chắc gì cái câu hỏi đấy nó đã chất lượng đúng không ạ? Thế thì đấy là sự chuẩn bị của người nghe. Sau khi mà chuẩn bị xong hết rồi thì mình đến với phần thực hành thôi đúng không ạ? Đến với phần thực hành thì nhóm thuyết trình chắc chắn là sẽ cử ra một bạn là người nói. Thế thì cái người bạn người nói đấy thì cũng phải chú ý cho chị một vài điểm như sau. Tức là ví dụ khi em đứng thuyết trình chẳng hạn, em không chỉ sử dụng ngôn ngữ nói mà em còn sử dụng phi ngôn ngữ nữa. Đó chính là ánh mắt, đó chính là cử chỉ, đó chính là hành động đúng không ạ? Thì ánh mắt cử chỉ này các bạn áp dụng như thế nào? Thì các bạn chú ý cho chị rằng là các bạn nói là một phần, thế nhưng mà ánh mắt của các bạn thì cũng hãy niềm nở với mọi người ở phía dưới. Và nhớ chị cách điểm để các bạn có thể nhìn, các bạn có thể nhìn góc trái, góc phải và chính giữa lớp. Được chưa? Đấy là cái điểm nhìn mà chị nghĩ rằng là các bạn nên nên để tâm đến thì chúng ta có thể bao quát được toàn bộ các bạn trong lớp. Thế rồi điểm nhìn của các bạn cũng có thể đặt vào những cái đối tượng cụ thể, có thể là giáo viên, có thể là một bạn nào đó đang theo dõi cái quá trình nói của các em, thì các em đặt ánh mắt vào đó cho chị. Đấy là hai cái cách các bạn có thể đặt ánh mắt nhé. Thêm vào đó nữa thì các bạn cũng có thể di chuyển trong cái quá trình mà các bạn thuyết trình. Các bạn cũng có thể di chuyển ở phía ngang, đó là trên phần bục giảng của các bạn. Đó là chúng ta có thể đứng ở phía bàn giáo viên. Chúng ta cũng có thể dịch chuyển sang một chút xíu ở cái phần gì đấy ạ? Phần slide của các bạn để các bạn có thể chỉ, để các bạn có thể minh họa những cái điều mà các bạn đang nói, được chưa? Không, hoặc là các bạn cũng có thể đi xuống phía dưới lớp một chút xíu để giao tiếp, để trò chuyện, cũng như để tương tác với mọi người ở phía dưới. Thì đấy là chúng ta sử dụng cùng một lúc cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, cử chỉ, điều bộ đúng không ạ? Thì chúng ta cần kết hợp nhuần nhuyễn tất cả cái yếu tố đó lại trong một quá trình mà các bạn nói, tránh cái việc là cứ chăm chăm nhìn tài liệu và chỉ đọc cái tài liệu đó thôi và không có bất cứ một cái hành động nào khác. Thì chị nghĩ rằng là để có một cái bài nói thật sự hoàn hảo thì cái phần nội dung chuẩn bị tốt rồi. Thì đấy là cái phần chuẩn bị ở phía trên, chị không nhắc lại nữa. Nhưng trong chính cái buổi thực hành ngày hôm đó các bạn chiến bao nhiêu năng lượng cho chính cái bài nói của các bạn. Và các bạn phân bố
những cái nhiệm vụ phải làm ra sao. A, ngôn ngữ nói chủ yếu trọng tâm đúng không ạ, chiếm khoảng độ 80%. Thế thì 20% còn lại thì phải giao cho tay, giao cho ánh mắt, giao cho cử chỉ điệu bộ của chúng mình trước, đúng không ạ? Chúng mình cũng phải nhìn bao quát mọi người, giao tiếp với mọi người, trò chuyện với mọi người, đúng không ạ? Chứ không phải nào là cầm tài liệu cứ thế đọc 100, 100, 100, thế xong thì đọc xong thôi, và thuyết trình của nhóm em đến đây xin là hết. Đó, nếu mà như thế thì đấy là đọc, chứ không phải thuyết trình. Thì các bạn chủ yếu chỉ là như vậy. Để trong cái quá trình mà các bạn thuyết trình thì các bạn còn phải để ý thêm một chút xíu về ngôn ngữ cơ thể nữa. Chúng ta đi lại một chút xíu, nhưng nhớ là chỉ xíu xíu thôi. Đừng có mà đi lại nhiều quá lượn như cá cảnh thì khiến cho mọi người ở phía dưới cũng cảm thấy hơi mệt. Thế thì các bạn chú ý là các bạn có thể di chuyển một chút xíu xuống dưới phía ở phía dưới. Thế chị lấy ví dụ như này, đây là cái đường đi ở trên bục giảng các bạn nhé. Thì các bạn có thể đứng ở phía bên này các bạn thuyết trình. Tuy nhiên đến một cái phần nội dung nào đó trọng tâm của bài thuyết trình thì các bạn có thể di chuyển sang bên đầu bên này để có thể đứng gần hơn slide, để có thể minh họa theo chính cái lời nói của các em. Và đồng thời có một cái đoạn nào đó mà các bạn cần muốn trao đổi với các bạn phía dưới, các bạn có thể đi theo đường dọc. Các bạn đi xuống đoạn giữa lớp bên này, quay một vòng. Đó là các bạn có thể bao quát được toàn bộ mọi người trong lớp. Thế thì các bạn cũng có thể giao tiếp với mọi người ở ở đoạn này. Sau đó mà giao tiếp xong rồi thì cũng tịnh tiến dần trở về cái vị trí ban đầu mà các bạn đứng ở đây, tiếp tục bài thuyết trình của mình. Thì chị nghĩ rằng là các bạn cũng nên có cái sự kết hợp nhuần nhuyễn cả ngôn ngữ và phi ngôn ngữ là như thế. Còn nếu như các bạn chỉ đứng im một chỗ thì có lẽ là không ổn một chút nào. Thì đấy là phần thực hành của người nói. Thế còn người nghe thì sao? À, người nghe thì đương nhiên là phải lắng nghe, đúng không ạ? Phải chăm chú lắng nghe rồi ghi chép lại toàn bộ những cái nội dung mà người nói đang trao đổi như thế. Thế thì đấy là nhiệm vụ của người nghe trong quá trình thực hành. Còn nếu như mà người nghe chẳng gì, thôi cứ em rất chăm chú nghe thì nhưng mà em lại trống cằm, em không có ghi chép lại, thế thì đến lúc người ta hỏi là bài thuyết trình của chúng tớ bao gồm mấy phần thì liệu có trả lời được hay không. Bởi vì việc các bạn nghe các bạn có hiểu, nhưng để các bạn ghim lại, các bạn nhớ lại thì thôi chả nhớ được gì nữa, bởi vì slide qua là qua, lời nói qua là qua, đôi khi chỉ nhớ mang máng thôi. Mà nhớ mang máng thì đâu trả lời chính xác rõ ràng được, đúng không ạ? Thế thì đặc biệt chú ý chị nhá, các bạn nghe này, không phải là chúng mình ngồi chơi trong cái tiết học đó đâu, mà các bạn cần có sổ, có bút, đúng không ạ? Và khi lắng nghe, các bạn biết là rằng là nhóm số 1 đang thuyết trình về vấn đề A, và vấn đề các bạn ấy thuyết trình bao gồm bao nhiêu phần thì phải viết được ra, đúng không ạ? Hiểu rồi thì phải đưa cái sự hiểu của mình ra giấy, ghi chép lại tất cả mọi thứ như thế để ghim lại, để nhớ lại, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp là nói rồi trôi đi và quên đi và chẳng biết là các bạn vừa nói cái gì nữa cả. Thế thì các bạn người nghe cũng chủ yếu chị là như thế nhá. Và cuối cùng sau khi nói xong, nghe xong thì chúng ta có một phần trao đổi. Và phần này thì chị mong rằng là nhóm thuyết trình cũng như là nhóm người nghe sẽ có thể kích thích được mọi người ở phía dưới đặt câu hỏi cho các em. Và đồng thời thì người nghe cũng sẽ chính là người chủ động đặt ra câu hỏi, chứ không phải là để cô giáo hay để các bạn nhắc là ôi các bạn có câu hỏi nào đặt cho nhóm 1 không. Các bạn đặt đi, đặt thì được cộng điểm. Đừng, ví dụ như là cô còn cộng điểm cho các bạn thì đúng là cũng cái điều tốt thôi. Thế nhưng mà cũng nên chủ động, bởi vì chúng mình học là cho chúng mình. Và thậm chí là những cái thắc mắc đó là những cái thắc mắc mà các bạn cần muốn được giải đáp. Thế thì các bạn cứ đứng lên, mạnh dạn đưa ra câu hỏi, đặt câu hỏi. Và thậm chí nếu như trong quá trình mà em tìm hiểu, em cảm thấy rằng nhóm thuyết trình nói như thế kia là chưa ổn, bởi vì đúng thì phải là như thế này, như thế kia, thì em cũng thể phản biện lại nhóm thuyết trình, đúng không ạ? Thế thì đấy là nhiệm vụ của cả hai đội, nói và nghe, sẽ được thực hiện chung với nhau ở cái bước số 3 này. Thì đấy là một cái vài lưu ý giúp các bạn nói và nghe hiệu quả. Thế thì chị mong rằng là các bạn cũng có thể áp dụng được trong chính những tiết nói và nghe của mình nhé. Còn bây giờ thì chị Dương xin chào và hẹn gặp lại. Mong rằng là các bạn cũng sẽ vào học với chị nhiều hơn và tương tác với chị tích cực hơn nhé. Và đặc biệt như chị nói rồi đấy, vào học với chị thì cũng gửi lời chào đến chị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.